Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Lê Thương Thương 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thương tổ chức cho 6 người đi du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc nhưng không thành. Cáo trạng thể hiện, năm 2019, Lê Thương Thương, 39 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, thông qua sự giới thiệu của một người tên Phú, không rõ lai lịch, đã nhận giúp một người xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch rồi trốn ở lại. Tiền công của vụ này là 100 triệu đồng. Do dịch Covid-19 nên Thương vẫn chưa thực hiện được. Đầu năm 2022, cũng thông qua sự giới thiệu của Phú, Thương nhận giúp cho nhóm 5 người xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch để trốn ở lại. Thương thỏa thuận chi phí mỗi người từ 100 đến 110 triệu đồng. Thương nhiều lần nhận của những người trên tổng tiền hơn 588 triệu đồng. Thương lập một nhóm chat trên Zalo gồm 7 người để hướng dẫn chi tiết cách đối phó với an ninh tại Việt Nam và Hàn Quốc. Quá trình du lịch tại Hàn Quốc, Thương biết những người có hộ khẩu tại Hà Tĩnh sẽ thuộc diện chú ý của cảnh sát Hàn Quốc trong việc nhập cảnh nên yêu cầu mọi người chụp ảnh hộ chiếu gửi qua nhóm Zalo. Thương nhờ một người bạn sửa hình ảnh hộ chiếu, đổi thông tin phần nơi sinh của 6 người này từ Hà Tĩnh sang thành phố Hồ Chí Minh để dễ dàng trong quá trình xuất nhập cảnh. Nhóm 6 người khởi hành tại sân bay Đà Nẵng đến Jeju thì bị hải quan Hàn Quốc tạm giữ vì hình ảnh trên hộ chiếu bị thay đổi so với hộ chiếu gốc. Cảnh sát Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh và di lý về sân bay Đà Nẵng. Sau đó, Thương đến công an đầu thú.